Vâng, nay em lại bàn giao máy xẻ vi tính ở anh nhé, Vĩ ở Gia Lai, Kon Tum nhá. Đấy, Gia Lai. Đấy, anh đang xẻ. Đấy. Nó xin chặt đi, sao láng nghiêng sang bên nhà mình này này. Nó dốc hết vào đây. Dạ. Không biết rồi, anh biết rồi. Cái lạ phải ụ trên cái bụng là cho nó. Đấy, tự anh đã tự vận hành xong. Cái đường